Ok, và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bánh xèo nha. Cái công thức bất bại của mình là mình sẽ lựa chọn mua bột trộn sẵn. Cái bột này thì hầu như ở quán Việt Nam nào cũng bán. Và một cái nữa là mọi người hãy cho thêm nước cốt dừa và một chút bia vào trong cái bột khi mà mình làm nhá. Hôm nay thì mình không có bia nên mình chỉ cho nước cốt dừa thôi. Cho thêm hành lá và nước vào. Cái tỷ lệ nước thì ở sau gói bột nó cũng ghi sẵn rồi. Mình thì rất là hay trộn cái bột nó loãng á. À, ở trong những cái bánh xèo này thì nó hay có những cái bột nghệ để cho nó vàng bánh á. Mọi người nhớ để ý nhá. Cho một chút vào thì cái bánh của mình nó sẽ không ngon thì nhìn nó cũng thành ngon luôn. Hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tự trộn bột bánh nếu mà bạn nào mà không đi mua được bột nhá. Bánh xèo không biết nhân các bạn như thế nào nhưng mà nhân ở quê mình thì hay phi hành thơm lên và xào với cả một chút thịt ba chỉ này, cho thêm tôm, mắm muối, mì chính. Có khi còn cho cả cà rốt nữa. Làm giống như kiểu nhân bánh đa lem á, mộc nhĩ các kiểu luôn. Cái nhân này thì tùy vùng miền, tùy mỗi nơi mà các bạn tự cho theo sở thích nhá. Hôm nay thì mình chỉ cho một chút tôm với các thịt ba chỉ thôi. Và mình thấy một cái không thể thiếu đó là giá đỗ và cả hành tây. Cái nhân này thì mọi người lêm lếm cho nó nhạt nhạt thôi. Bởi vì bánh xèo tí nữa mình sẽ cuốn cùng bánh tráng để chấm với cả nước chấm nữa. Nên là không cần cho mặn đâu. Mình thấy có những cái vùng người ta không xào nhân xước đâu, người ta sử dụng nhân sống luôn. Nhưng mà ở quê mình thì hay sử dụng nhân chín. Rồi, cái này thì mọi người nhớ sử dụng chảo giống dính nhá. Cho một chút dầu lên, một chút thôi nhá, để cho nó dính cái chảo thôi. Sau đó đến cái công đoạn mà khó nhất là mọi người đổ bánh. Cái này mình không biết tả như thế nào đâu, nhưng mọi người cho một ít một xong rồi làm như cái clip nha. Khi mà cái bột nó vẫn còn se như thế này thì mọi người hãy cho cái nhân vào. Hoặc là cho sớm hơn để cái nhân nó dính vào trong cái bánh. Cho thêm giá đỗ và hành, sau đó đậy vuông lại. Khi mà thấy cái viền nó se lại thì mình đổ dầu vào xung quanh để lật nó dễ hơn. Tên đen, xong rồi. Vậy là mình đã làm xong món bánh xèo rồi. Đợi đến khi bánh giòn là mọi người có thể gắp ra ăn cùng với rau sống cuốn với bánh tráng ngon lắm. Cái nước chấm của mình hơi lỗi vì mình không có đủ nguyên vật liệu á. Chúc mọi người thành công nha.